Xin chào anh em, xin chào tất cả những người bạn nhỏ nha. Lời đầu tiên của video mình xin chúc anh em có buổi trưa thật là vui vẻ. Và mình xin cảm ơn tình cảm chân thành của những em nhỏ đã dành cho mình trong thời gian qua. Và hy vọng trong những thời gian sắp tới thì anh em tiếp tục ủng hộ mình và ngày càng ủng hộ nhiều hơn để cho kênh mình ngày càng thêm phát triển nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Và trở lại với nội dung chính của video hôm nay thì mình sẽ làm một series săn những con bò quý hiếm mà vương miện anh em. Bên cạnh đó thì mình sẽ trả lời cho anh em một số câu hỏi. Mà câu hỏi nhiều nhất của ngày hôm qua là có rất nhiều em bảo là: anh ơi, hai con bò hiếm với một con bò quý đầu gần nhau, sao nó chỉ toàn lùm con bò quý như thế? Thì mình xin trả lời thắc mắc của anh em luôn. Đó là cơ chế game nó là như vậy rồi. Hai con bò hiếm mà một con bò quý đầu gần nhau thì auto nó lùm con bò quý nha anh em. Hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được ra cách gì để lùm được con bò hiếm trong khi nó đầu với con bò quý nha anh em. Nếu tìm ra được cách thì mình sẽ chia sẻ trên video cho anh em xem. Còn hiện tại bây giờ là một pha bắt bướm hiếm của bản Nhật. Em này áp dụng tất cả cách bắt cùng những mèo bụt của mình. Và hiện tại số bò tím của em ấy đã lên tới 70 con rồi. Và còn rất nhiều anh em áp dụng những cách của mình, lên rất nhiều bò tím luôn. Em là cũng trên 50 con cả rồi anh em ạ. Sắp tới thì mình sẽ làm một series review nhà của thằng bạn nhỏ đó nhá. Có đến 80% anh em hay xem kênh của mình mà vẫn còn chưa đăng ký kênh nữa. Nếu anh em thấy kênh của mình mang lại cho anh em nhiều giá trị và lợi ích, dù anh em tăng được nhiều, có nhiều mèo hay để anh em bắt bỏ tím, thì anh em còn chần chừ gì mà chưa ấn vào nút like và nút subscribe kênh. Nó là hoàn toàn free nhưng đó là động lực để giúp những người sáng tạo video như mình có thêm nguồn cảm hứng tích cực để ra thêm nhiều video hay hơn nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Trước mắt của chúng ta bây giờ là một con bò kẹp kim khổng lồ này anh em. Và con này mình trên 30 con rồi mà vẫn chưa xuất hiện vương miện. Lùm nó đó anh em. Rồi là vương miện rồi anh em à. Vậy là sao? Vậy là bây giờ trong từ điển côn trùng của mình chỉ còn thiếu hai con vương miện nữa là mình full 78 trên 78 con nha anh em. Đó là một con bò Odon. Con Odon mình bây giờ mình vẫn chưa xuất hiện vương miện luôn, mặc dù bắt nó rất là nhiều rồi. Và bây giờ là một con bò Hercules này anh em. Hercules anh em ạ. Rồi, có hàng rồi anh em. Lúa lại về, thóc lại về rồi anh em. Nó đầu một mình như thế này thì mình còn dễ bắt, chứ nó mất đầu song nó đầu cùng với con bò quỳ bắp thì thôi mình bỏ tay rồi anh em ạ. Hiện tại mình đã thử rất nhiều cách, rất nhiều góc chụp rồi mà vẫn cứ chụp trúng cái con quỳ bắp. Thế bây giờ mình vẫn đang trên đà nghiên cứu làm sao để lùm được cái con bò tím nó đầu cùng với con bò quỳ bắp nha anh em. Thời gian xuất hiện và địa điểm của nó thì mình đã nói với anh em ở rất nhiều video trước rồi. Mà bây giờ vẫn còn có một số em comment hỏi về thì mình cũng nói ở video này luôn. Con bò này nó xuất hiện tại phút 58 và phút 58 nha anh em. Và đến phút thứ 36, 37 thì nó vẫn còn tồn tại nha. Sắp đến nơi rồi, chỉ còn mấy bước chân nữa thôi. Chuẩn bị lùm nó nè, chạm đít, múc nó nè anh em. Hiện tại việc bắt con Hercules này rất là dễ dàng rồi. Rất nhiều em xem kênh của mình bắt được rất nhiều con này rồi. Và còn nếu anh em nào lần đầu tiên xem video của mình thì hãy lục lại những video cách săn bò Hercules của mình nhá. Mình có những cách bắt rất là dễ dàng luôn cho anh em thuận lợi tóm con Hercules nhá. Rất nhiều mèo bụt hay xuất hiện bò tím nhiều và rất nhiều cách bắt cho anh em phun tứ hoàng nhá. Phun tất cả các loại côn trùng nha anh em. Rồi có cái em gì có nickname là Nịt TV nhỉ? Em này toàn comment ở trên kênh của mình bảo: anh sao chào nhiều thế, chào nhiều là bị khùng luôn đó anh ơi. Thế bây giờ em muốn anh phải làm sao cho vừa ý em đây? Không lẽ không chào thì bây giờ chửi nhá. Thì để anh nói với em cái vấn đề như thế này luôn. Cái phép lịch sử tối thiểu nhất của người Việt mình là lời chào đấy, cho nên anh rất trân trọng cái lời chào nha anh em. Người lớn hay người bé, họ ít tuổi hơn mình hay không thì điều đầu tiên anh gặp anh sẽ chào người ta nhá. Còn em suy nghĩ như thế nào đó là quyền của em, và anh nói ở đây luôn, em có bình luận là thì anh cũng sẽ không quan tâm nhá. Nếu em xem kênh của anh mà thấy chào không thích
Chị em có thể lượn qua kênh của người khác để xem nhá. Anh có kêu gọi em xem kênh của anh đâu mà em cứ bình luận suốt ngày như thế. Kênh của anh chỉ phục vụ việc chia sẻ những bí quyết, những cách bắt bò, rồi những cái mèo hay trong game để chia sẻ cho người chơi thôi. Còn em thích xem những dạng content là đánh nhau, chửi nhau thì em có thể tìm những kênh khác của những anh chị giang hồ mạng nhá. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên, bây giờ mình trừ lại content thường ngày đi. Mình tiếp tục săn bò hiếm và chia sẻ cho anh em. Và những series tiếp theo thì mình sẽ review nhà cho các em nhỏ nha. Mình sẽ review nhà cho những em nào có từ 50 con bò tím trở lên thì mình sẽ review nha. Rồi cái con Odon này anh em, con Odon này mình vẫn chưa có vương miện luôn. Mặc dù rất là nhiều con rồi, mình bán đi rất là nhiều rồi mà bây giờ nó vẫn chưa xuất hiện vương miện cho mình luôn. Lại không vương miện anh em ạ, không biết khi nào nó mới ra vương miện cho mình đây. Chắc săn đến tết kiểu gì nó cũng ra thôi anh em yên tâm nhá, cứ vui vẻ lên. Rồi tiếp theo là một con Meta này thì mình cũng rất nhiều, có vương miện và không vương miện, rất là nhiều con rồi. Sắp tới nhà phát hành sẽ ra côn trùng mới tiếp anh em ơi, cho nên những anh em nào còn chưa full thì hãy nhanh tay nhá, nhanh tay áp dụng những cách của mình để mau chóng lủng cho mình full tờ điển nhá. Đấy, bây giờ là một con bổ hạch quy lơ này anh em. Nói chung từ bây giờ đến tết thì sẽ còn rất nhiều bản cập nhật nữa và sẽ xuất hiện rất nhiều côn trùng mới nữa nha anh em. Cho nên những em nào bắt côn trùng còn chưa giỏi, còn chưa siêu thì mau chóng hoàn thiện kỹ năng đi nhá. Sắp tới sẽ có rất nhiều loài côn trùng nữa cho anh em tha hồ bắt, cho anh em bắt mỏi tay luôn. Rồi thì bây giờ mình đã áp sát gần đến con bò hay Quillet rồi anh em ơi. Chuẩn bị dứt nó nào. Rồi vài ba bậc chân nữa, đấm nó này anh em. Rồi vương miện luôn anh em ơi, 1.500 tiền. Rất là sướng, rất là phê. Rồi ở đây mình phát hiện một con bò kẹp kim khổng lồ ở phút 34. Lùm nó luôn này anh em. Mình cũng xin kết thúc video ở đây luôn. Và nếu anh em xem video nếu thấy hay thì đừng quên like kênh cũng như subscribe kênh để ủng hộ mình, cho mình có thêm nguồn động lực để ra thêm nhiều video và mèo hay hơn nữa nha. Không chỉ trong thời điểm hiện tại và sau này những con bò mới tiếp theo sẽ xuất hiện. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.